Chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đến với kênh Trâm Hen Ben. Hôm nay gia đình Trâm Hen Ben sẽ đưa tất cả các anh chị và các bạn đến thăm một ngôi làng nho nhỏ, nhưng Trâm thấy cái ngôi làng này á, nó giống như là cái ngôi làng cổ tích mà nổi tiếng của Hà Lan. Ngôi làng này á, nó có tên gọi là Oostermeer. Thì ở đây á, nhà nào cũng nho nhỏ, dễ thương hết. Các bạn có thể thấy cái dòng kênh này nè, rồi hai bên đường là họ sẽ có cây lê và cây táo. Và đa phần nhà người dân ở đây, nhà nào cũng có những chiếc xuồng nho nhỏ như vậy. Cả nhà đang thấy chiếc xuồng nho nhỏ như vậy nè. Nhà ở đây thì hiện giờ là Trâm đang quay để nó đang chuẩn bị là cuối mùa hè rồi, nên là hoa nó không có nhiều. Tưởng tượng đi, mùa xuân mà mình đi đến đây nè, cái toàn cái làng này nó rất là đẹp. Vì lý do là nhà nào cũng nhỏ và nó có những cái vườn nhỏ trước nhà. Các bạn có thể thấy trên lầu của họ là họ cũng có trồng hoa đồ rất là đẹp. Khác biệt của cái làng Oostermeer này với lại cái làng cổ tích Hà Lan á, là cái làng Oostermeer này họ không cấm tất cả các phương tiện đi lại. Ở đây họ cũng có những cái đường nhỏ như vậy nè, đường làng á cả nhà. Cho tại sao ngày hôm nay gia đình Trâm Hen Ben lại đưa tất cả các anh chị và các bạn đi đến thăm cái ngôi làng Oostermeer này ha. Một phần là nó giống cái ngôi làng cổ tích Kito của Hà Lan, nhưng bên cạnh đó nó cũng là một cái địa điểm, nó có một cái cảng để cho tất cả các tàu bè họ sẽ tập trung về đây. Thì đối với người dân Việt Nam mình á, khi mà họ giàu thì họ sẽ tậu cho mình những chiếc xe hơi thật là đắt tiền hoặc là những chiếc mô tô một phần khối lớn. Còn đối với người dân Hà Lan khi họ có tiền thì họ sẽ làm gì? Chậm lát Trâm sẽ bật mí ở đây nha. Cái làng này nó gần cái làng của Trâm đang ở mà hồi đó giờ mình không có đi. Bây giờ thì được ông xã đưa đến đây mình rất là thích luôn. Như cái nhà màu trắng nè, dễ thương chưa? Nhà nào cũng có chiếc xuồng nho nhỏ trước nhà hết. Rồi khi mà trời nắng nóng lên thì họ cứ chèo xuồng họ đi thôi. Đây đây đây, ôi cái làng này đặc biệt lắm nha. Nó trồng lê và trồng táo hai bên đường luôn cả nhà. Dễ thương lắm luôn, trời ơi. Coi nè, thì cái tôi nhìn á là tôi muốn hái liền à. Tôi muốn hái, tôi bỏ vô cái giỏ của tôi á, và tôi nhìn qua nhìn lại có ai hái đâu, mà chắc người ta quen rồi, người ta thấy để cho nó đẹp thôi đó. Tôi chỉ dám đụng thôi, dám đụng là mong mơi trái lời trái táo thôi, chứ đâu dám hái mình quê quá mình sợ nên thôi, chỉ dám chụp cho cả nhà rồi quay phim cho cả nhà coi thôi à. Đây là cái hoa chanh leo á, hoặc là chanh dây đó cả nhà. Cái này là nó không có trái, nó chỉ mọc hoa không à. Và bây giờ á, là mình sẽ cho cả nhà xem cái chỗ mà trượt băng của Hà Lan nè, của người Hà Lan. Thì khúc này lúc mà mình nhìn vô mình tưởng là chỉ có là cái đồng cỏ hoặc là cái chỗ để mà họ nuôi bò hoặc là trồng cỏ chơi thôi, nhưng mà không phải, cái này là cái chỗ trượt băng đó nha. Thì mùa đông á là họ sẽ cho nước vào thì cái nhiệt độ nó lạnh, nó sẽ làm cho đóng băng ở đây, rồi người dân người ta sẽ chơi trượt băng ở đây ha cả nhà. Đó, đây là mới là cái khúc quan trọng nè. Khi mà người dân Hà Lan họ có tiền á, là họ bỏ tiền ra họ mua những chiếc cano này nè cả nhà. Có người có tiền ít á, thì mua xuồng, có người có tiền nhiều á, thì mua cano, hoặc là mua những chiếc thuyền buồm lớn hơn một chút nữa. Nó đủ loại hết luôn. Giống như mà người dân Việt Nam mình, khi mà những người mà có tiền giàu lên thì họ sẽ mua cho mình là những chiếc xới hộp đắt tiền hoặc là những chiếc mô tô phân khối lớn. Còn đối với người dân Hà Lan, họ sẽ dùng tiền của họ để họ tậu cho mình những chiếc tàu, những chiếc thuyền hoặc là những chiếc cano. Thì đây rất là đủ loại giá luôn. Như những chiếc tàu, những chiếc thuyền này á, nhỏ nhỏ thì là khoảng cỡ tầm, mình coi trên chỗ bán đồ cũ á, là khoảng cỡ tầm 20.000 cho đến 28.000. Nước Hà Lan á, thời tiết Hà Lan á, là quanh năm suốt tháng đa phần là lạnh, rồi mưa gió ẩm ướt, nên mỗi lần mà thời tiết nắng đẹp, đặc biệt vào trong cái dịp hè á, là người dân Hà Lan họ đổ bộ ra đường. Có người á, thì đi vào rừng, có người thì đạp xe đạp. Còn cái giới thượng lưu nhà giàu của Hà Lan là họ sẽ lấy tàu, lấy cano, họ sẽ đi du lịch, nhưng mà họ chỉ đi từ cái làng này qua cái làng nọ. Đặc biệt vì cái mùa này là cái mùa dịch nên họ không có đi đâu xa hết. Thì các bạn có thể thấy là cái nhà này nè, có cái tàu này nè, là có giường, có đồ ngủ ở trên đó luôn. Họ sẽ đến cái làng Oostermeer này, họ đậu đó và họ trả tiền. Cái phí một ngày cho một gia đình, một cái tàu là chỉ có 15 euro.
cho một chiếc tàu thôi thì 15 euro này nó bao gồm là tiền điện nè. Tiền điện để làm gì? Để bạn mà dừng ở đây. Đó, đây là những cái trụ điện nè. Các bạn có thể là sạc đầy bình cho để sử dụng điện của mình ở trên tàu. Và bao gồm nước là các bạn có thể đến đó, các bạn có thể lấy nước ngọt uống hoặc là tắm. Có toilet luôn nha, là chỉ có 15 euro là bao gồm ở trong cái dịch vụ ở đây. Nên là rất là nhiều người họ đến đây vì cái giá nó phải chăng đó cả nhà. Đó, rất là nhiều tàu lớn luôn. Ở đây á, nếu mà cái tàu của bạn á, mà hơn 15 mét á, là bạn phải có bằng giống như là thuyền viên, thuyền trưởng để các bạn lái những cái tàu mà hơn 15 mét. Còn nhà nào có những cái tàu mà dưới 15 mét là không có cần những cái bằng thuyền trưởng hoặc là thuyền viên gì đâu. Đây thì các bạn đậu lại, các bạn ở đây chơi vài ngày thì các bạn lên đây họ có cái chỗ chơi cho con nít nè. Đó, họ sẽ đậu sát sát những cái tàu, những cái thuyền của họ, họ đậu đó. Đây có người giặt khăn, rồi họ sẽ để những cái ghế đó, khu vui chơi của trẻ em. Rồi họ lên đây họ nghỉ, họ đọc báo mà không có làm gì hết, chỉ ngồi chơi thôi. Đa phần họ đến đây là đọc báo. Đó, rồi bây giờ là gia đình Trâm sẽ dừng lại một cái chỗ nhà hàng để mình ăn. Thì cái mùa dịch corona thì đến cái nhà hàng này là họ sẽ có là cái chỗ mà mình rửa tay trước khi vào nhà hàng nha cả nhà. Và cái đặc biệt ở đây là hiện giờ là chính phủ bắt buộc tất cả mọi người khi ra đường phải cách nhau là 1,5 mét. Thì bạn thấy cái ghế không? Cái ghế họ cũng để luôn. Đó, cái ghế là họ lấy cái ghế họ nhét vô trong cái lỗ nè, để cho mình nó không có sơ dịch mấy cái ghế đó cả nhà. Nên là đúng 1,5 mét luôn. Này nó chỉ có hai cái nhà hàng nhỏ thôi, thì đa phần là người dân họ khắp nơi họ đến đây họ đậu thuyền tàu để nghỉ dưỡng, họ sẽ đến đây họ dùng trưa hoặc là ăn tối ha cả nhà. Và bây giờ cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn luôn ủng hộ kênh Trâm Henben. Cả nhà nhớ đăng ký và cho gia đình Trâm Henben một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video kỳ sau. Bye bye.